Audio Jungle. Xin chào bà con, thì mấy hôm nay á thì mình cũng bận quá nên không có quay vô clip cho bà con xem về cái quá trình bơ đậu trái của năm 2018 này á. Thì thật sự nhiều bà con cũng mong muốn là có clip mới cho bà con xem, nhưng mà mình bận quá nên bà con thông cảm nha. Thì clip này á mình cũng quay và nói về bà con về cái bà bút đó, nó đã đậu trái rồi. Thì đây là mình đang thăm vườn của anh Vàng, thì anh có trồng cũng có những cái bà bút trong vườn này á, thì trái cũng đã đậu hết nhiều rồi. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là cái hiện trạng mà bà bút chuẩn bị nó phát đọt và rụng trái ở giai đoạn điểm nào. Thì ở đây mình quay cái vườn bà bút nó có những cây bắt đầu phát đọt rồi, nó sẽ bị hiện tượng là rụng sinh lý đợt 1. Thì trước đây mình thông báo bà con là cũng gần 2 tuần rồi có một clip là phun thuốc chặn đọt á, hãm đọt á. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói thêm, thì mình sẽ nhắc nhở cái vấn đề rất là quan trọng đối với bà con. Vì những cái bơ nó phát đọt nó rụng rất là nhanh thì lúc đó gà khắc phục không được. Nên mình luôn luôn nhắc trước bà con làm. Như với cái vườn bơ này á, như bà con xem đọt bắt đầu đi rồi á. Thì ở với này thì mình hướng dẫn bà con một chai thuốc chặn đọt, bà con pha cho mình 300 lít nước phun ở trên con rễ, đó là trái và ngọn, bà con phun thoải mái sẽ không ảnh hưởng gì hết. Đọt búng như này thì đúng như chu kỳ như này, nếu mà đọt búng mạnh nó phát là trái bắt đầu rụng hết luôn, rụng rất là nhanh. Thì cái này là cái cơ chế của cây trồng thôi. Thì lúc này nó phát đọt là bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và trái, thì dinh dưỡng lúc này nó sẽ tập trung nuôi vào đọt nhiều hơn, thì trái nó bị thiếu dinh dưỡng nó sẽ rụng hết. Thì cái này thì bà con chúng ta, nông dân ta ai cũng được biết hết. Thì mình chỉ nói clip này để thông báo và nhắc nhở bà con chúng ta phải luôn luôn thăm vườn và cơ chế của cây. Chắc chắn trong vườn chúng ta không thể nào nó phát đồng loạt hết được, nhưng có thể là cây phát đọt và cây không phát đọt. Nên bà con xem vườn và kiểm tra từng cây. Nếu cây nào phát đọt trước á thì bà con phun thuốc hãm đọt chặn đọt trước, cây nào phát đọt sau thì bà con không phun chặn đọt sau, chứ không thể nào phun đại trà được. Thì đó là để tiết kiệm cho bà con. Còn những cây nó không ra đọt thôi, có thể là sinh lý của cây nó sẽ không ra luôn, nhưng mà muốn an toàn hết thì bà con có thể phun cho mình hết luôn. Vì cái cơ đọt bắt buộc cơ chế cây phải ra thôi, bà con phun để cho nó già đứng đọt lại, tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái, để cho trái bơ bút của chúng ta nó trải qua cái giai đoạn mà lớn bằng quả trứng gà rồi á, thì hầu như bà con yên tâm. Vì lúc này cuống rất là dài và dai, thì nó sẽ cái phần dinh dưỡng nó tập trung vào trái nhiều hơn là đọt nữa. Thì nó quay giai đoạn trứng gà thì hầu như cái tỷ lệ mà bơ nó rụng sẽ rất là khó cho bà con. Thì đó là cái quan điểm và cái cơ chế của mình theo kinh nghiệm mình hướng dẫn cho bà con á. Thì tùy theo bà con nông dân và tùy theo những bà con nông dân chúng ta làm vườn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm riêng cá nhân mình. Thì đây là mình chia sẻ về quan điểm của mình để bà con ai có những cái trường hợp có thể rơi vào cái vườn của nông dân như anh Vàng này á, thì bà con có thể áp dụng này. Thì cái vườn bơ này mình quay con xem, nó thật sự trái rất là sai, nhưng mà mình sẽ cho anh phun cái thuốc để cho nó giảm tỷ lệ rụng sinh lý đi và giữ trái đậu trái. Qua cái vườn bơ của anh Vàng này á, thì mình cũng hướng dẫn cho anh tập trung. Thứ nhất á là phun nấm cuốn nè, cái thứ hai nữa là côn trùng chích thuốc nha. Cái giai đoạn này mình thông báo bà con rất là quan trọng, nếu như bà con để cho côn trùng chích thuốc á thì trái chúng ta sẽ bị rất là sần sùi và xấu xí. Chúng ta bảo quản cái giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất. Thì giai đoạn này mình khuyên bà con nên phun thuốc sâu luôn đi, những loại thuốc nào mà nó hôi nó xua đuổi tốt á, về mọc đục cành á thì tốt cho bà con. Thì khi mà trái lớn bằng trứng gà thì bà con có thể giãn qua giai đoạn mà phun thuốc sâu thì nó cũng giảm bớt đi. Nhưng ngược lại, đến giai đoạn trứng gà buộc bà con phải phun thuốc sâu để dưỡng những cái đọt non, để cho những cái đọt non nó sẽ làm hoa vào những cái năm tới 2019 đó. Thì cơ chế của cây bơ là vậy, cứ mỗi năm nó ra một cơ đọt đó là hoa và trái. Và con để ý coi, toàn bộ clip mình quay cho con xem, toàn bộ trái ra ở đọt hết, ở trong thân không có trái nào hết. Nên cái cơ đọt của cây bơ bút nó rất là quan trọng đối với bà con nhân chúng ta. Nên bà con phải phòng cho mình là côn trùng chích thúc và nấm cuốn, đó là hai cái điều quan trọng nhất. Đừng để cây nó thiếu dinh dưỡng hay là bị nấm hay là bị sâu thì nó chết đi thì rất là uổng mà con. Thì đây là mình nói về giai đoạn trái thôi. Thật sự cây bơ bút á, đối với dòng bơ ghép bơ bút á, thật sự nó rất là khó so với Việt Nam chúng ta về rất là nhiều mặt khí hậu. Nên cái việc chăm sóc của nó đòi hỏi chúng ta phải phun thuốc và thăm vườn định kỳ để tránh cái rủi ro mà cây bơ chúng ta nó bị hiện tượng rụng hay là bị chích như thế nào á. Thì cái dây bơ bút này á, thì mình sẽ làm theo từng đợt từng đợt. Thì dạo này mình quay clip ít á, nên bà con theo dõi những clip mình thông báo cho nó kỹ cho bà con nha. Thì còn về cái vấn đề mà cái bón phân như thế nào á, thì đối với những cây mà nó kiệt trái nhiều quá thì bà con có thể bón hóa học cho mình một cây một chén, tùy vào cây. Có thể cây 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm thì con bón lượng phân nó sẽ khác nhau.
ví dụ cây 3 năm thì bà con có thể bán cái bón cho mình, nếu mà cây, mình nhắc lại nếu mà cây mất sức quá thì con mới can thiệp hóa học nha. Nhưng nếu mà con can thiệp hóa học giai đoạn này nó búng đọt nhanh quá thì khiến cho tình trạng thừa đạm quá, phát đọt là rụng sinh lý cũng rất là mạnh, nên mình nhắc lại là những cây mà nó kiệt sức quá thì con mới can thiệp hóa học vô, là BK vô bón cho mình một chén đối với cây 3 năm, rải xung quanh tán, đừng nên ráng một chỗ tưới nước. Còn cái phần chính là con vẫn tập trung dinh dưỡng vừa gốc vừa lá thì phun cho kịp thời, cây nó đủ hấp thụ dinh dưỡng á thì nó sẽ giữ cho cái trái mình tươi lâu hơn. Mình nhắc lại về cái phân bón nè, về phân á thì con có thể bón lăng cho mình, thì nếu như cây 3 năm thì con có thể bón từ 1 đến 2 kg lăng tùy vào tán cây. Rồi về kali thì con ít lại thôi, 1 đến 2 lạng thôi. Mình không khuyên bà con là giai đoạn này là không nên bón kali nhiều, vì chậm cho cái trái chúng ta nó chậm lớn hơn và nó nhanh già hơn, thì nên con hạn chế kali lại. Còn bà con tập trung cho mình dinh dưỡng là trung vi lượng sắt, kẽm, magie, bo, canxi, con bón dưới gốc cho mình một cây, một chén đến 2 chén cũng được. Đó là cái này dinh dưỡng mà con rải xung quanh gốc tùy vào cây nha. Cây 2 3 năm mà con bón chế độ riêng khác nhau, 4 5 năm bón khác nhau, thì cái mức độ phân bón này là tùy vào cây, mình chỉ nói chung chung về cái mức độ bón phân thôi. Đó là cái về phân bón. Còn nếu như bà con tốt nhất á, là có phân chuồng hoặc phân vi sinh bà con bón với mình, thì mình luôn ủng hộ và khuyến cáo bà con á, là nên bón phân vi sinh và phân chuồng để cho cây chúng ta nó được lâu và bền hơn theo hướng sinh học, cho nó hiệu quả đối với cây bơ bút của chúng ta. Hầu như tất cả cây trồng mình cũng rất là khuyên, đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn hóa học thì bà con vẫn bỏ, nhưng mà cái lượng hóa học ít lại thôi, giảm lại để cho cây chúng ta nó bền và lâu hơn. Đó, như bà con mình quay bà con xem á, thì cái vườn bơ của anh hầu như cây nào trái nó cũng đậu rất là nhiều và sum xê. Thì trái giai đoạn này á thì bà con cũng rất là vui mừng rồi, nhưng mà bà con hãy ráng giữ được cái lượng trái này, nó sẽ rụng sinh lý vài trái nó đi để cho cây chúng ta nó khỏe lại, chứ bà con không nên để cây đậu hết trái như thế này. Nếu một cây mà đậu trái quá mức như thế này thì thật sự mình khẳng định là qua năm sau có thể là cây nó sẽ không ra hoa được, mà có thể là vàng cây và cỏ cây, vì cái lượng trái nó mất sức cây rất nhiều. Nếu chúng ta không bổ sung được cái lượng phân bón kịp thời, điều tiết qua lá qua gốc cho cây nó khỏe thì rất là khó. Thì clip này á, mình quay cũng rất là dài, thì bà con cứ xem nha để bà con chúng ta thấy được cái vườn bơ của mình. Thì giai đoạn tới đây á thì mình toàn bộ là mình quay những cái vườn bơ đậu trái thôi để bà con xem. Thì những cái bơ đậu trái và những cái bơ phát đọt mình sẽ quay cho bà con xem á, vườn của anh Vàng này. Vườn này thì mình quay ở Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thì vườn này là anh có sử dụng thuốc bên mình, rồi mình hướng dẫn theo quy trình á, thì anh theo quy trình mà làm luôn. Mình luôn nhắc nhở cho anh là nên phun cái thuốc nấm cuốn định kỳ 7 đến 10 ngày phun một lần. Thuốc côn trùng cho thuốc cũng 7 đến 10 ngày một lần tùy vào thời tiết, nhưng mà cái thuốc mà điều tiết dưỡng trái và chống rụng trái á là 7 ngày định kỳ, 7 ngày một lần. Đó, như cây này á, mình quay qua xem lọc non phát rất là mạnh, nên mình cũng hướng dẫn cho anh là chặn đọt. Thì như bà con quan sát trên vườn của anh Vàng này á, toàn bộ cành của anh rất là thông thoáng nên tỷ lệ đậu trái rất là cao. Bà con để ý, rất là thông thoáng. Và vườn anh mình cũng hướng dẫn cho anh là làm cành rồi. Những cái cành mà không có trái thì mình cho anh làm đi, để cho sức nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi vào những cái trái bơ, để tránh tình trạng những cái cành mà chúng ta để nó thừa đó, thì dinh dưỡng nuôi đó rất là phí, nó gây ra hiện tượng là cạnh tranh dinh dưỡng, thì nó làm cho những cái trái bơ chúng ta nó rụng đi. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình nói và chia sẻ với bà con ở clip này. Thì sẽ sắp tới những giai đoạn mà tới trứng gà, thì với những cái bơ này thì tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa bơ chúng ta sẽ lớn hết hoàn toàn thành trứng gà rồi. Thì công tác của chúng ta cũng đang rơi vào mùa mưa hết, thì mình cũng khuyên bà con là công tác thứ nhất là phòng bệnh ở gốc rễ, tránh tình trạng là bị xì thân thối gốc thối rễ. Cái thứ hai là mọt đục cành, bò xích, đó là những cái quan điểm chung nhất. Cái tư là chặn đọt, thứ năm là dưỡng trái và phun thuốc chống nấm khuẩn, để tránh tình trạng mà bơ chúng ta nó bị nứt trái khi giai đoạn mà chuẩn bị già chín nó nứt trái. Thì đó là mình thông báo bà con hết những cái lưu ý quan trọng về cây bơ bút thôi, chứ còn tới đâu mình sẽ hướng dẫn tới đó cho bà con, để con khỏi bị hoang mang trong vấn đề tới giai đoạn đó chúng ta nên làm cái gì và làm cái gì hết. Thì những bà con ở xa thì bà con có thể theo dõi trên clip mình sẽ nói từ từ bà con, vì cái quá trình mà để cho một cây bơ nó phát triển và ra hoa đậu trái và từ trái nhỏ tới lớn theo tháng, nên mình cũng sẽ cái clip mình quay nó sẽ tới tháng, hàng tháng cái bơ lớn như thế nào mình sẽ quay tới đó cho bà con nha. Thì một lần nữa mình cũng cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi và luôn ủng hộ bên trái cây thêm nguồn lắc và những clip mới ra. Thì cái việc mà để cho bà con tạo cho mình cái động lực để mình quay những video cho bà con xem á, thì mình cũng hay nói là bà con cứ đăng ký kênh đi, để mình ra những video mới thì bà con có thể cập nhật liền luôn và xem được cho nó hay và nó hiệu quả. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi ạ.